giàn mỹ nhân hoa ngữ làm gì để phủ nhận tin đồn trùng tu nhan sắc dương tử phạm băng băng lên tận sâu đập tan tin đồn vẫn chẳng hiệu quả bằng triệu lệ dĩnh Hầu hết dàn sao hoa ngữ đều ít hay nhiều cũng phải dính tin đồn trùng tu vì nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian. Nếu đa phần dàn mỹ nhân đều chọn cách giữ im lặng thì vẫn có không ít người lại dùng hành động để phản bác tin đồn. Ví dụ như Dương Tử, Phạm Băng băng lên tận sâu để chứng minh nhan sắc thực, Cúc Tịnh Y khoe ảnh cũ của mẹ. Thế nhưng tất cả đều chẳng hiệu quả bằng Triệu Lệ Dĩnh. Angela Baby. Nhắc đến chuyện trùng tu, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Angela Baby. Cũng phải thôi, vì nhan sắc hiện tại của cô hoàn toàn khác xa thời chưa dậy thì. Dù Angela Baby tuyên bố bản thân chỉ niềng răng, nhưng đa phần mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ. Có lẽ vì thế mà, cô mới chủ động đến bệnh viện để nhờ các chuyên gia kiểm tra, lấy lại sự trong sạch cho mình. Dẫu vậy, dù các bác sĩ đều theo phe bà xã cũ Huỳnh Hiểu Minh thì khán giả vẫn chẳng chịu tin. Giờ đây, những tranh cãi ấy đều vô nghĩa rồi, bởi Angela Baby đã bị cấm cửa khỏi CBIS rồi còn đâu. Phạm băng băng vốn là nữ hoàng nhan sắc của hoa ngữ phạm băng băng cũng bị nhiều người nghi ngờ vì sở hữu ngũ quan quá hoàn mỹ không có điểm nào để chê cả bởi thế mà khi tham gia một show truyền hình và gặp được chuyên gia về việc sờ cốt tái hiện dung mạo phạm băng băng liền tranh thủ nhờ người ta kiểm tra xem mình đẹp thật hay đẹp nhân tạo và kết quả là phạm băng băng vốn thiên sinh lệ chất chẳng cần phải bàn cãi làm gì nữa có lẽ đó là lý do dù bị cấm cửa khỏi cbit si phạm băng băng vẫn khuấy đảo ở thị trường quốc tế đó cúc tịnh y Trường hợp của Cúc Tịnh Y thì khá là ấn tượng, vì để lộ sống mũi trong suốt, ánh sáng có thể chiếu qua được. Nhiều người nghi ngờ cô nàng đã tút tác dùng mạo đó. Và cách để Cúc Tịnh Y phản pháo chính là khoe ngay hình thời thanh xuân của mẹ nhằm ám chỉ, sống mũi của mình là được thừa hưởng từ phụ huynh. Có thể nói, đây là một trong những cách xử lý cực kỳ thông minh của mỹ nữ 4.000 năm đó. Dù rằng, trừ fan thì chẳng mấy ai tin tưởng. Dương Tử Dương Tử vốn là sao nhí đình đám của Hoa Ngữ, bởi vậy nên việc cô dậy thì thành công. Ngày càng xinh đẹp hơn cũng khiến nhiều cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi, nghi ngờ đã trùng tu mới có được ngũ quan thanh tú như bây giờ. Và để chứng minh mình đẹp tự nhiên, trong một show truyền hình, Dương Tử đã chủ động dùng tay nhấn mũi đến biến hình, khéo léo phủ nhận tin đồn nó. Còn mọi người thì sao? Có tin là nữ chính trường tương tư đẹp tự nhiên không? Dương Mịch một ngôi sao nổi tiếng khác cũng liên tục dính phải những lời đồn đoán không tốt về nhan sắc chính là Dương Mịch, chuyện mặt cô ngày càng thon gọn khác hẳn với thời thanh xuân vẫn luôn là đề tài tranh cãi rất lớn trong cộng đồng mạng Hoa ngữ, bởi thế mà không ít lần Dương Mịch đã phải ra mặt để phủ nhận chuyện trùng tu, có một lần cô còn tuyên bố mặt nhỏ gọn là nhờ đi nhổ 4 cái răng khôn khi quay phim của đạo diễn Lý Thiếu Hồng đó. Triệu Lệ Dĩnh Trường hợp ấn tượng nhất lại thuộc về Triệu Lệ Dĩnh. Năm xưa, cô từng rơi vào cảnh lao đao vì bị quản lý cũ Hách Như đang đàn bóc phốt, mỉa mai mắc bệnh ngôi sao hay thành danh nhờ quy tắc. Các anti liền tranh thủ hỏi Hách Như về chuyện tút tát nhan sắc của người đẹp này. Kết quả, quản lý cũ dù chẳng ưa ngôi sao hoa thiên cốt vẫn chính miệng phủ nhận tin đồn này. Và cũng từ đó, chẳng còn ai nghi ngờ về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh nữa. Bởi đến kẻ thù cũng phải thừa nhận cô đẹp tự nhiên thì anti còn gáy được gì.